Chiều hôm nay mình sẽ nấu canh khổ qua nha. Nấu canh khổ qua với tôm. Mình sẽ nấu canh khổ qua với tôm. Ở đây mình sẽ chiên cá kẽm, muối chiên. Kẽm mình đem miếng muối, miếng bột ngọt, miếng nước mắm và tỏi với củ hành. Còn đây là canh khổ qua. Khổ qua mình sắc lát nhỏ nhỏ, mỏng mỏng rồi mình nấu với tôm càng nha. Này là con tôm càng chứ không phải là con tôm sú. Tôm càng ở quê mình. Cái kẽm này nó bự, mình ăn nó sẽ ít xương hơn.
biết rồi. Cá dẹm muối lạc chiên. Chào các bạn, hẹn gặp lại video lần sau nha. Mình nấu ăn cũng dở lắm, chào các bạn nha.